ngày 8 tháng 4 năm 2019, tại ngã tư đường Lý Tự Trọng và đường Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe cứu thương làm hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khi đó xe máy do ông Đặng Quốc Thiệu, 65 tuổi ở phường 2, thành phố Bảo Lộc chở theo bà Nguyễn Thị Minh, 60 tuổi, vợ ông Thiệu đang lưu thông trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ trung tâm thành phố Bảo Lộc ra quốc lộ 20. Khi đến ngã tư Lý Tự Trọng, Trần Phú thì ông Thiệu qua đường theo tín hiệu đèn xanh. Cùng lúc, xe cứu thương 115 do tài xế Trần Thanh Công ở thành phố Bảo Lộc điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh đã vượt đèn đỏ tông thẳng vào xe máy do ông Thiệu điều khiển. Cú tông mạnh đã cuốn xe máy vào gầm xe cứu thương. Ông Thiệu và bà Minh bị hất văng ra xa, bị thương nặng. Anh Công nhanh chóng dùng xe cứu thương gây tai nạn đưa hai nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tại bệnh viện 2 Lâm Đồng cho biết ông Thiệu bị dập não đang trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Còn bệnh nhân Minh đang bị đa chấn thương đang được điều trị tại bệnh viện 2 Lâm Đồng. Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.